lần đầu tiên được biết Hạnh qua Facebook. Công việc của Hạnh thì là làm spa thẩm mỹ chăm sóc sức khỏe. Còn mình là đang làm cung chăm sóc sức khỏe trên Hà Nội. Mình book lịch với Hạnh qua Facebook. Sau đấy từ trên Hà Nội phi về Bạch Long và bắt đầu từ Bạch Long đi ra tận Giao Thiện để được gội đầu dưỡng sinh là 20 cây số. Sau đấy bọn mình nói chuyện nhau rất là vui vẻ, rồi cảm giác như người thân, và đến tận bây giờ hai người về chung một nhà. Ấn tượng đầu tiên của mình với Hạnh, đập vào mắt mình chính là nụ cười của Hạnh, ánh mắt dễ thương, giọng nói chân thành, dịu dàng, tay gội đầu dưỡng sinh, tay rất là dẻo, bóp đầu các thứ mình cảm thấy rất là thích, thế nên là mình thích ngay từ lần đầu tiên đấy. Mong muốn cuộc sống sau kết hôn của mình với Hạnh là gia đình đúng là hai bên tuy rằng khác đạo nhưng mà rất mong là hai bên sống vui vẻ, hòa thuận với nhau. Công việc hai bên Hạnh, mình và Hạnh thì sẽ thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Và tình cảm thì sống với nhau đầu bạc răng nong đến tuổi cuối cuộc đời. Anh có lời nhắn nhủ với em là sau khi kết hôn xong đừng bèo anh nữa. Đôi lúc là sẽ có lúc khó khăn, vất vả, nhưng anh luôn là người sẽ luôn bên em, bảo vệ em, chăm sóc em đến cuối cuộc đời. Em hãy tin tưởng vào anh nhé. Cảm nhận của Hạnh về chồng của Hạnh là anh ấy là một người rất là thật thà. Mình thì mình hay bị cảm động bởi vì những cái người thật thà mà rất là tốt tính. Và anh ấy thì đối xử rất là tốt với cả gia đình của mình. Thế là mình rất là thích tính cách đấy của anh ấy và mình đã cảm động bởi vì cái sự thật thà ấy. There goes my mind racing and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean. Kỷ niệm mà mình nhớ nhất là hai đứa là cùng với nhau đi đón bố. Bố ở một nơi rất xa cách mình và lúc ấy mình rất là xúc động khi mà anh có thể chấp nhận cái hoàn cảnh của mình và đón bố một cách rất là vui vẻ. Mình rất là cảm động. Kính thưa các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác, vợ mợ cùng bạn bè của hai cháu, được sự công nhận của chính quyền hai địa phương, sự công nhận của giáo xứ Phú Thọ và sự thống nhất của hai gia đình, đoàn đại biểu họ trai chúng tôi có cơ trầu xin dâu theo phong tục truyền thống của quê hương. Thay mặt cho đoàn đại biểu họ trai, xin thành cảm ơn sự tiếp đón nhiệt thành của gia đình họ nhà gái và xin kính mời đoàn đại biểu họ nhà gái cùng đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi dẫn cháu về gia đình nhà họ trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu.
rằng là anh sẽ luôn yêu thương em như cái lúc đầu, ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên như thế nào thì mong là những ngày về sau và về sau nữa thì cũng sẽ mãi như thế, yêu thương và chiều chuộng em. Em là một người anh cũng biết là khá là khó tính và cũng khá là bướng bỉnh, nhưng mà em thấy là anh rất là chịu đựng em. Mong rằng là từ giờ đến về sau và mãi về sau nữa vẫn sẽ yêu thương và chiều chuộng em như thế nhá. You're my sunshine every morning, light up every moment, make my every dream come true. Oh, I can't describe it, took my tongue and tied it. Nhân ngày cưới của hai bạn, mình cho hai bạn luôn hạnh phúc và bạc đầu nghĩa cũng thề. Chị Hạnh ơi, chị bây giờ hạnh phúc bên Dung nha. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc nha. Yeah, don't you know that life's a dance? Come take my hand and fly away with me. Con cảm ơn bố mẹ của con. Đầu tiên là bố mẹ của con là người đã sinh ra con và sinh ra chồng của con, đã vun đắp cho cuộc hôn nhân này, đã giúp cho chúng con đến được với nhau một cách thuận lợi và đến được cái bước này với nhau. Nó là một cả một hành trình rất là dài. Cảm ơn bố mẹ rất là nhiều, đã luôn ở bên đồng hành và kể cả trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Con cảm ơn bố mẹ rất là nhiều. Ngoài bố mẹ thì con còn cảm ơn ông bà, nội, ngoại này, cha, chú, bác cũng đóng góp một phần rất là lớn, đã tác động này, đã chia sẻ này rất là nhiều thứ, rất là kinh nghiệm. Và con cảm ơn tất cả mọi người, kể cả anh em, bạn bè cũng thế, mọi người xung quanh Hạnh, xung quanh anh Dũng. Và một lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.